Xin chào các bạn học viên thân mến, tôi là Trần Minh Quang. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một plugin có tên là LaWeb. Và chức năng của plugin này nó giúp chúng ta đặt những thư viện cây vào trong môi trường SketchUp hay là 3D Max. Các bạn lưu ý, những thư viện cây từ plugin LaWeb này khi đặt vào thì nó đã được nhà hãng Rossi, nghĩa là làm nhẹ sẵn và có tất cả những cái map, vector, vật liệu. Chúng ta chỉ cần đặt vào và render. Thì khi mà ta đặt trực tiếp vào file 3D và render thì các bạn thấy nè, nó sẽ phản chiếu lên những cái bề mặt có tính phản xạ, trông rất là thuyết phục và chân thật các bạn nha. Thì đây là những cái ngoại thất mà tôi dùng plugin LaWeb. Các bạn có thể quan sát trên màn hình. Hay kể cả những cái nội thất thì các bạn cũng có thể dùng plugin này để đặt những cái thư viện cây này vào, thì nó khá là nhẹ. Và để có được cái bộ cài đặt thì các bạn vô trang fanpage của tôi là đồ họa kiến trúc Quang Trân. Ở đây thì tôi có chia sẻ plugin LaWeb. Các bạn lưu ý là nó dùng cho SketchUp và 3D Max phiên bản từ 2017 đến 2019 các bạn nhé. Sau đó các bạn kích vào, tôi có tải lên media file và password của cái file tải này là Quang Trần CL các bạn nhé. Và sau khi tải về thì các bạn kích chuột phải chọn run thì nó sẽ chạy thôi, nó rất là đơn giản các bạn. Yes, các bạn cứ nét rồi phí nhiệt thôi. Nhưng ở đây tôi đã cài đặt rồi một plugin có tên là LaWeb. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó. Cái icon đầu tiên nghĩa là cái đường dẫn vào cái thư viện cây. Còn cái thứ hai thì những cái thông số nâng cao, hiệu chỉnh. Và cái ba là cái quảng cáo của cái plugin LaWeb các bạn nhé. Các bạn không cần quan tâm nhiều lắm. Các bạn kích vào cái icon thứ nhất. Thì ở đây nè các bạn, thì có những cái thư viện cây. Tôi sẽ lấy ra các bạn nha. Rất là đơn giản thôi. Các bạn quan sát như thế này thôi, chứ thật ra khi render ra thì các bạn sẽ thấy được những cái vật liệu cành, cây, lá. Cái đó tôi chọn vào và tôi chọn cái biểu tượng thứ hai. Thì đây các bạn quan sát này, nó có thể cho ta thay đổi theo mùa, xuân, hạ, thu, đông. Chẳng hạn mùa đông thì nó không có lá, chẳng hạn mùa thu thì lá vàng, chẳng hạn ở đây tôi chọn mùa hè các bạn nhé. Còn phần model thì nó sẽ cho các bạn tinh chỉnh, ví dụ như là cái cây cao, cây thấp, mà trong từng, như là đây là cái cây xanh này là cố định này, nhưng mà cái model này nó thể cho các bạn chọn là dù như cây to hơn hay là bé hơn chẳng hạn. Tiếp theo tôi sẽ nhấn nút render để cho các bạn quan sát kết quả như thế nào. Thì các bạn thấy đó, khi render ra rồi thì các bạn vẫn thấy được cái cây trông rất là chân thật các bạn nhé, nó rất là nhẹ. Tôi xin giới thiệu sơ lược về cái trang web này. Đây là trang laos.com. Đây là một cái trang web do người Đức phát triển các bạn nhé. Như tôi đã giới thiệu thì cái plugin là hoàn toàn miễn phí các bạn. Nhưng mà những cái thư viện cây này là những cái thư viện cây có phí của nhà hãng. Thì một bộ, chẳng hạn như bộ kit 2 này, giá của nó là 149 euro. Đấy. Nhưng bên cạnh những cái thư viện có phí thì nhà hãng có share cho mình đây các bạn. Đây là cái bộ free. Đó các bạn. Thì cái bộ free này nó đã được tích hợp trong cái sụt này các bạn. Khi các bạn tải về và cài thì tuy rằng là số lượng thư viện không nhiều nhưng đủ để mình thực hiện chuyển hóa. Chẳng hạn ở đây các bạn, ở đây tôi chỉ cần một số cây để chuyển hóa như thế này, hay một số cây cao, một số cây xanh như thế này các bạn.
hay ở một cái file ngoại thất này. Tôi dùng một số cây để nhấn nhá và tạo cái shadow vào trong cái công trình các bạn nhé. Thì tôi hy vọng với tutorial hướng dẫn cách lót và sử dụng plugin Lowest sẽ giúp các bạn diễn họa thành công. Chúc các bạn sức khỏe và nhiều niềm vui.